Thưa các bạn, mùa đông đã về. Những đợt không khí lạnh đầu tiên đã tràn về miền Bắc. Tuy chưa lạnh lẽo và cắt da cắt thịt, nhưng nếu bạn nào ở những tỉnh thành giáp biên giới phía Bắc và những tỉnh ở vùng đồng bằng Trung Du, Bắc Bộ, có thể sẽ cảm nhận được rõ rệt nền nhiệt 16-17 độ vào ban đêm và sấp xỉ 20 độ vào ban ngày. Tối hôm qua ở Bắc Giang, ban đêm đã phải đắp chăn. Đây là một nền nhiệt rất phù hợp với sự phát triển của cây hoa hồng và cũng là một cơ hội cho những loại sâu bệnh chỉ phát sinh vào mùa đông tàn phá cây hoa hồng của chúng ta. Vậy chúng ta phải làm thế nào để hỗ trợ cây hoa hồng phát huy hết khả năng phát triển trong nền thời tiết phù hợp và ngăn chặn kịp thời một số bệnh chỉ phát sinh vào mùa đông của cây hoa hồng? Hôm nay, Hà Trung lên sóng chia sẻ kinh nghiệm phát hiện sớm những căn bệnh này để kịp thời có biện pháp chữa trị nếu chẳng may chậu hoa hồng nhà bạn vướng phải. Mời các bạn hãy ương lên màn hình xem trực quan những hình ảnh miêu tả vẻ bề ngoài của những căn bệnh ấy. Đây là một căn bệnh rất phổ biến và sẽ phát triển mạnh trong những ngày sắp tới khi nền nhiệt độ phù hợp nhất là vào khoảng 17 tới 21 độ. Bệnh này lan truyền do ở dạng bào tử nấm, cho nên chúng bay trong không khí và bám vào lá cây để phát triển và có những hình ảnh như các bạn đang được nón thấy trên màn hình. Đó là bệnh gỉ sắt. Để phòng bệnh này, bạn phải tưới nước vừa phải để giữ độ ẩm, đừng tưới đẫm, thường xuyên dọn vệ sinh gốc, cắt tỉa cành tăm cho thông thoáng. Cách đi gây bệnh bằng cách phun thuốc bảo vệ thực vật ngày một lần, cách ngày một lần, phun 3 lần. Bệnh này rất dễ các bạn ạ. Phun 3 lần là sẽ khỏi. Nhớ là tỉa hết các lá bệnh đem đốt các bạn ạ. Có rất nhiều loại thuốc để chữa trị bệnh gỉ sắt này. Vì có tên khoa học rất dài và khó đọc, cho nên là mình không thể đọc. Vì các bạn có rất nhiều lựa chọn, cho nên mình không nói cụ thể một loại thuốc nào mà muốn bạn đem lá bệnh ra nơi bán thuốc, nơi mình cư trú để chuyên viên họ tư vấn, qua đó tiện cho các bạn. Thứ hai là bệnh phấn trắng. Nền nhiệt độ từ 16 tới 20 độ kèm theo mưa ẩm, thiếu ánh nắng mặt trời là điều kiện thích hợp để bệnh phấn trắng phát triển. Bệnh phấn trắng lan rất nhanh và nguy hiểm vì làm quăn lá, mức độ tàn phá rất lớn vì cây không quang hợp được dẫn tới nụ và hoa không thể phát triển. Các bạn lưu ý, bệnh phấn trắng lan rất nhanh theo cấp số nhân các bạn nhé. Những hình ảnh các bạn đang nom thấy trên màn hình là biểu hiện bên ngoài rất dễ nhận biết. Nếu các bạn phát hiện sớm và chữa trị bệnh này thì cũng là một biện pháp phòng chữa hữu hiệu, ngăn chặn sự lây lan. Vì căn bệnh này, như mình vừa nói ở trên, rất khó chữa và dai dẳng.
có rất nhiều loại thuốc để phòng và chữa bệnh ở ngoại hiệu. Nhưng có một loại thuốc tự chế thủ công rất hay và kết quả đạt được cũng cao mà lại không độc hại. Đó là sữa chua và dầu rửa bát. Mình đã chia sẻ kinh nghiệm bài thuốc này ở một bài viết trong trang. Mời các bạn vào xem và áp dụng. Rất có hiệu quả các bạn ạ. Ba, bệnh mốc xương. Bệnh này rất ít khi xảy ra, nhưng không phải là không có. Bệnh mốc xương thường phát sinh vào những ngày có sương mù và nhiệt độ thấp từ 15 tới 20 độ cộng với độ ẩm cao. Bệnh này cũng do một loại nấm phát triển khi có nhiệt độ thích hợp. Chúng tấn công nhanh và rộng khắp trên hầu hết các quả lá. Hình dáng của chúng có những hạt trắng li ti, sờ tay vào thấy nhát và lá bị bệnh sẽ mất dần màu xanh bình thường. Thay vào đó là màu trắng như mốc. Chính vì vậy, người ta hay gọi là bệnh mốc xương. Biện pháp phát hiện và phòng trừ. Ngoài rất nhiều loại thuốc có bán ở hiệu, chúng ta còn có cách phòng bằng cách phun nước toàn bộ mặt lá vào sáng sớm mỗi khi trời giá rét và có sương mù. Nếu các bạn nghi thấy là điều kiện thích hợp để bệnh này phát triển. Cách phun nước thủ công này còn phòng được cả sương muối. Vì sương muối nếu các bạn không biết sẽ làm cháy lá. Cho nên cách phun nước này rất hiệu quả đối với bệnh sương muối các bạn ạ. Thưa các bạn, ngoài những bệnh cây hoa hồng gặp ở mùa hè, thì bệnh mùa đông của cây hoa hồng rất đa dạng và tăng rất nhiều về số lượng. Trên đây chỉ là một số bệnh điển hình mình chia sẻ để các bạn tham khảo. Vì còn rất loại bệnh phổ biến cả mùa đông và mùa hè mà mình chưa đề cập. Ví dụ như bệnh trĩ và nhiệt đỏ chẳng hạn. Chúng phát triển quanh năm, nhưng riêng nhiệt đỏ rất phù hợp với nhiệt độ mùa đông này và cũng phát triển rất mạnh trong những ngày tới. Rất mong các bạn lưu ý phòng và ngăn chặn kịp thời để bảo vệ cây hoa hồng của mình được vững chắc. Hy vọng bạn sẽ có những chậu hoa hồng rực rỡ, lung linh trong mùa chính vụ, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán Canh Tí năm 2020. Chú Hoa Hồng rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem hết bài viết này. Nếu thấy nội dung bài viết này là hữu ích, mời các bạn hãy đăng ký kênh, like và chia sẻ với bạn bè của các bạn. Qua đó, khích lệ Trung Hoa Hồng ngày càng có những bài viết hay hơn, thiết thực hơn về chăm sóc và chữa trị bệnh cho cây hoa hồng có hiệu quả. Mục đích cuối cùng là để phục vụ các bạn được tốt hơn. Trung Hoa Hồng xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn vào bài viết lần sau. Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem hết bài viết. Xin chào tạm biệt các bạn.